Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang ạ. Bắc Quang này có kết nối không ạ? Vâng, có. Em xin chào các thầy cô ạ và các anh chị đồng nghiệp ạ. Vâng, Bắc Quang kết nối thì Thầy có nghe rõ không ạ? tôi nghe rõ, cho tôi hỏi thêm một câu thôi ạ. Vâng. Bệnh nhân nam 81 tuổi, bệnh nhân tuần trước ạ. Có kết quả hội chẩn lần trước không ạ? Quả bệnh nhân Nam u 54 tuổi ạ. Chẩn đoán là ung thư biểu mô tế bào gan ạ. Trường hợp bệnh nhân chắc là gan ạ. Vâng ạ. chuyển Hà Nội chưa hay là sao ạ? Dạ, báo cáo thầy là bệnh nhân đang xin về để xin để về nhà điều trị ạ, vì cũng có điều kiện ạ. Bệnh nhân có phải người dân tộc không ạ? Vâng, bệnh nhân nhà không có điều kiện để điều trị tiếp ạ, nên xin về ạ. Tôi thì tôi nghĩ trường hợp này là một trường hợp Vâng. bệnh nhân gan bên trái còn rất to, rất có khả năng vẫn có thể mổ được đấy ạ. Thì cứ động viên gia đình, chúng tôi sẵn sàng nhận trường hợp này, quỹ của chúng tôi có thể hỗ trợ cho bệnh nhân mổ trường hợp này ạ. Bệnh nhân còn trẻ 54 tuổi. Hôm trước là có chỉ định là đầu tiên chúng ta sẽ phải đo thể tích nút mạch, xong đo thể tích gan trái, sau đó mổ cắt gan cho bệnh nhân. Các bạn cố gắng liên hệ với bệnh nhân nhé. Em sẽ liên hệ với bệnh nhân lâm sàng rồi các thầy sau ạ. Vâng, Vâng. cảm ơn các bạn. Xin bắt đầu buổi ngày hôm nay đi ạ. Vâng, em xin báo cáo bệnh nhân hội chẩn ạ. Bệnh nhân nam 81 tuổi. Vào viện ngày 21 tháng 9 năm 2020. Lý do vào viện: khó thở, ho, mệt, ăn kém, bệnh tử. Bệnh một tuần nay, bệnh nhân khó thở từng cơn tăng dần, ho có tụt vạc, mệt, ngủ kém. Ở nhà bệnh nhân thuốc đỡ vào viện. Tiền sử hút thuốc lào nhiều năm, một năm nay thường xuyên có những cơn khó thở, ho, ăn kém, gầy sút cân, không rõ là bao nhiêu cân ạ. Khoảng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, mệt, thể trạng suy kiệt, BMI là 17, đau ngực trái, khó thở nhiều, rút lõm lồng ngực, nhịp thở 25 lần trên phút, FPO2 không oxy 94%, mạch 70 chu kỳ trên phút, huyết áp 110 trên 80 mm thủy ngân, không sốt, da xanh niêm mạc nhợt, chân không phù, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi cũng sờ thấy, tim nhịp đều, T1, T2 rõ, phổi thì có nhiều gian ẩm, gian nổ, gian tít, hội chứng ba giảm đáy phổi trái, bụng mềm, gan không to. Khám hiện tại, bệnh nhân tỉnh, còn đau ngực trái, đỡ khó thở, mạch 70 chu kỳ trên phút, huyết áp 110 trên 60 mm thủy ngân, không sốt, ăn kém, gan xanh niêm mạc nhợt, chân không phù, hạch ngoại vi không sờ thấy, tim nhịp đều, T1, T2 mạnh, phổi thông khí kém, gan ẩm đang nổi hai bên, bụng mềm, gan không to. Các xét nghiệm thì em đã chuyển lên trên hệ thống ạ. Bệnh nhân đã được điều trị thở oxy, dùng kháng sinh kết hợp piperacillin, tazobactam và oxyfloxacin, Vâng, cảm ơn các bạn. dimethyl product. Vâng, chúng tôi đã Vâng. có kết quả trên hệ thống. Bây giờ cái quan trọng nhất của các bạn là muốn chẩn đoán xem có phải mình là chẩn đoán đúng bệnh nhân là u phổi không, đúng không ạ? Hoặc và cộng thêm là có cả u nhầy nhĩ trái hay không. Vâng, thì xin phép bác sĩ Lưu sẽ cho chúng ta hình ảnh chưa có CT ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu. Tuy nhiên là tôi là bác sĩ tim mạch, thì tôi xin trong lúc chờ kết quả CT của thầy Lưu thì tôi xin nói về cái u nhầy nhĩ trái. Cái u nhầy nhĩ trái ở bệnh nhân mà 81 tuổi thì cũng cũng là hiếm gặp, tuy nhiên là cũng có thể gặp. Lâm sàng thì chúng ta rất phải quan tâm đến triệu chứng là bệnh nhân có cái dấu hiệu là cản trở dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái. Thì giống như trên lâm sàng các bạn vẫn thấy có bệnh hay gặp nhất của Việt Nam đấy là hẹp hai lá. Thì chúng ta thường cái nghe thấy cái tiếng rung tâm trương. Bệnh nhân này thì các bạn nghe là T1, T2 đều rõ, không có tiếng rung tâm trương, đúng không ạ? Vâng, đấy là cái triệu chứng lâm sàng thứ nhất, trên lâm sàng thì không không có. Thứ hai là trong u nhầy nhĩ trái thì có một triệu chứng nữa hay gặp, đấy là bệnh nhân bị ngất. Nguyên nhân là do cái khối u nó chèn vào trong trong cái van hai lá ấy. Nó hay gặp trong trường hợp ngất khi thay đổi tư thế. Hoặc là lúc đấy bệnh nhân ngất rồi thì người nhà hoặc là người bệnh vác bệnh nhân lên lại tỉnh lại. Đấy là do cái u nhầy nó thay đổi vị trí. Còn thứ ba nữa có thể gặp trong nhất là bệnh nhân lớn tuổi này là u nhầy nhĩ trái nó có thể có những cái
mảnh sùi nhỏ, mảnh nhỏ của cái u nó đứt ra, nó bắn lên ra tắc mạch hệ thống, có thể tắc mạch não, tắc mạch chân. Chúng ta đã gặp, tôi đã gặp những trường hợp bệnh nhân có thể tắc cả mạch vành nữa, do cái mảnh bắn ra của cái khối u. Tuy nhiên ở bệnh nhân này thì chúng ta thấy là không hề có dấu hiệu nào gợi ý, đúng không ạ? Chắc là chúng ta, các bạn chỉ thấy được trên siêu âm tim, đúng không ạ? Các bạn thấy ở đâu? Tại sao thấy u nhảy như trái? Bác Quang ạ. Bệnh nhân có thấy u nhảy trái trên siêu âm ạ? Vâng, chúng ta vâng ạ. Vâng, thế chúng ta có gửi hình ảnh siêu âm lên trên hệ thống không ạ? Dạ, vâng, có thể em đã gửi lên trên hệ thống cả file siêu âm rồi ạ. Vâng, chúng ta cho siêu âm trước đi, để sau đó thì thầy Lưu sẽ đến cái này thì nó không u nhảy mà là ung thư xâm lấn trong vùng tim. Vâng. U phổi nó xâm lấn trực tiếp luôn đấy. Vâng. Thì chúng ta cũng sẽ phân biệt rất là rõ ràng giữa hai cái khối u trong tim. Trong tim thì nó có thể có mấy loại u, một là u nhảy nhĩ trái, hai là u do các chỗ khác di căn lại vào, xâm lấn vào. Còn cuối cùng là chúng ta rất phải cần phân biệt với một cái huyết khối trong buồng tim. Vâng, các bạn cho đẩy hình lên đấy ạ. Đẩy hình được không ạ? Không. Vâng, các bạn có nhìn thấy được ở phía dưới màn hình không ạ? Không nhìn thấy được đúng không ạ? Có hình ảnh bé bé nhỏ, bé tẹo như thế. Vâng, hình bé nhưng mà không chuyển lên được màn hình chính ạ. Em đẩy cái lên trên màn hình chính không? Vâng, bệnh nhân này không có triệu chứng bị ngất hay là bị tai biến mạch não hay là bị khó thở theo kiểu như là cơn phù phổi cấp không? Có không ạ? Mà có thầy bệnh nhân này không ạ? Vâng. Hiện tại một năm nay thì mình có những cơn khó thở nhưng nó không có những nghĩa là không có hiện biểu hiện đột ngột đúng không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn các bạn. Rất tiếc là hình ảnh chúng ta chưa được đưa lên trên mạng hệ thống. Vì nếu mà lên hệ thống thì các thầy cô các anh chị sẽ thấy là ở đây rồi, chúng ta thấy rồi. Đây, cảm ơn các bạn. Vâng. Vâng. Chúng ta không nhìn không hình ảnh không được rõ, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy đây là chắc chắn đây là một cái khối u trong tim rồi. Các bạn đã chẩn đoán đúng. Tuy nhiên cái khối u này có phải u nhầy không và bản chất nó là gì thì chúng ta chắc chắn là phải nên chụp CT. Cái khối u này thì trong hình ảnh thì nó chưa chèn vào van hay lá nhiều nhưng bắt đầu có cản trở, không gây hẹp hay lá. Chính vì vậy không có rõ cái dấu hiệu của bệnh nhân rung tâm trương, các bạn có thể không nghe thấy là đúng. Và cũng không có dấu hiệu ngất. Đây chúng ta nhìn thấy cái khối u rất là to, chụp ở cục trực ngắn cạnh ức trái. Khối u kích thước phải lên đến, chắc là các bạn đo là lên đến khoảng 4 đến 5 đúng không ạ? Có đến không ạ? Cái khối u trường đường kính ngang là bao nhiêu, các bạn đo được không? Không, nó có thể là khoảng 4 x 20 ạ. Vâng, vâng, nghĩa là khoảng nó dài ạ. Bằng 4 cm. Vâng, khá lớn. Nó hơi khác với u nhảy ở một chỗ là sự di chuyển nó không thấy có cuống. Thường những u nhảy này có cuống rất là rõ và nó sẽ bám vào cái vị trí ở trong trần tim hoặc là gần van hay lá. Tuy nhiên cái khối u này thì không có cuống. Vâng, cái hình ảnh siêu âm của bạn này, hiện nay đường truyền rất là kém, chúng ta không thể nhìn cọ rõ được. Thì xin phép chúng ta xem phim CT đấy. Vâng, mời thầy Lưu ạ. Các bạn CT trước hay là các bạn chụp siêu âm trước ạ? Bệnh nhân này, bên Bắc Quang. Bệnh nhân này thì trước là dạ, báo thầy là bệnh nhân này chụp CT phổi không thuốc trước ạ, sau đó là siêu âm tim ạ, rồi mới chụp CT phổi có thuốc sau ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Chụp hai phim CT ạ. Mời thầy Lưu. Vâng, về cái mặt hình ảnh chụp các lớp vi tính thì trước khi vào chụp các lớp vi tính thì em trao đổi luôn với cái anh chị đi về cái phim X quang luôn. Cái này không phải là phim chụp X quang mà phim chụp mà Scaview hay topo của các lớp vi tính. Tương đương với X quang. Nó gần tương đương thôi chứ X quang thì nó nét hơn ạ. Nhỉ, hơn. Vâng.
cái này là hình nó không độ phân giải không cao ánh quang đâu. Tuy nhiên trên cái phim này, trên hình như này là đã có thể gợi ý đến một cái u phổi rồi. Tức là trên một bệnh nhân có hút thuốc lá rất là nhiều năm như anh chị trình bày, có một cái khí phế thủng phổi hai bên rất là rõ, đặc biệt cái vùng đáy phổi rất nhiều kén khí lớn ở đáy phổi. Tuy nhiên thấy có cái hiện tượng là tim mà chúng thất hơi lệch nhẹ sang bên bên trái và cái trường phổi trái nó thu hẹp lại, các cái khoang sườn nó hẹp lại như này. Và đồng thời nó thấy cái hình mờ sau tim này mờ mất, nhìn không nhìn thấy động mạch thủy dưới phổi đâu cả. Đây thì hình ảnh rất điển hình của một cái xẹp thủy dưới phổi bên trái. Đấy. Và trên cái hình này chúng ta có thể nhìn được cái khí quản đấy ạ. Cái khí quản thậm chí nó giãn to không đều do bệnh nhân bị COPD đấy, dấu hiệu của COPD rất rõ, giãn to như thế. Okay. Và cái phế quản của thủy dưới nó cụt ngay trên X quang đấy. Tức là ngay trên X quang chúng ta đã nhìn thấy tắc phế quản thủy dưới phổi trái rồi. Và có xẹp thủy dưới phổi trái và với bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm và có COPD như này thì đây khá điển hình là một cái u phổi, bệnh lý u phổi của thủy phế quản thì u phế quản thủy dưới phổi trái ấy. Và trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính thì bao giờ chúng ta cũng xem cửa sổ nhu mô phổi trước, thì chúng ta cũng thấy được, thấy luôn đây là bệnh cảnh của một cái giãn phế nang này. Tất nhiên anh chị đây chụp độ dày lớp cắt 2,5 mm rất khó đánh giá những cái dấu hiệu chi tiết của cái giãn phế nang, nhưng mà chúng ta nên chụp 1 mm đối với chụp cắt lớp phổi ấy. Nhưng chúng ta xem thấy ngay cái phế quản hai bên ấy, phổi phế quản phổi phải phổi trái đấy, và phế quản thủy trên phổi trái vẫn thông bình thường đấy, và phế quản thủy dưới phổi trái đi đây hẹp dần và tắc đấy, như vậy là có một cái đề và toàn bộ đây là cái xẹp thủy dưới phổi trái kèm nó tắc phế quản thủy dưới phổi trái. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái hình ảnh tiêm cửa sổ trung thất sau tiêm thuốc cản quang thì sẽ thấy được toàn bộ cái thủy dưới phổi trái là một cái cấu trúc khối, nhưng nó không còn là nhu mô nữa vì không nhìn thấy các động mạch phổi và phế quản chứ phế quản trong đây nữa. Và tại vị trí gần rốn phổi đây thì chính vị trí phế quản tắc thì có cái tổ chức bắt thuốc mạnh hơn nằm ở đúng cái vị trí rốn phổi đấy, đây chính tổ chức u. Đồng thời nữa thì trên cái hình ảnh mà các anh chị nghi u nhầy nhĩ trái thì chúng ta thấy, tức là khi chạy lên trên cao một chút chúng ta nhìn thấy đây là cái tĩnh mạch phổi thủy trên phổi trái đấy, bắt thuốc bình thường như thế này thì chúng ta xuống dưới thấy rằng cái tĩnh mạch thủy dưới phổi trái đấy nó có cái tổ chức từ chính cái u này đi thẳng vào trong và đi vào trong nhĩ trái. Đây là, và cái tổ chức trong này nó có bắt thuốc cản quang, như vậy đây nó là tổ chức chứ không phải là hình huyết khối đơn thuần. Vâng, đây là hình ảnh đây, xâm lấn đúng không? Vâng, đây là tổ chức ung thư xâm lấn tĩnh mạch thủy dưới phổi trái đi vào nhĩ trái rất là rõ. Vâng. Vâng, kích thước cái khối u xâm lấn mình còn đo được ở đây rõ không ạ? Là cái u phổi khi mà có xẹp phổi bị u thì rất không, khó trong, phân định. Không, trong cái nhĩ trái. À, đây mà trong nhĩ trái thì rõ được. Thì đây, đo được, đo được luôn. Này. Đây là cái phần tĩnh mạch thủy dưới phổi trái rõ đấy. Và đây là nhĩ trái đấy. Đấy, kích thước của khối đây. Kích thước của khối đúng cái anh chị nói đúng là 4cm là đúng rồi đấy. Đúng trên siêu âm luôn. Về chiều ngang là khoảng 2cm, rất chính xác. Vâng. Các bạn, đây là một hình ảnh mà tôi nghĩ là cũng hiếm khi chúng ta có thể quan sát được đúng không ạ? Trên CT chúng ta ít gặp, nhưng mà cũng là một hình ảnh rất là kinh điển của một trường hợp ung thư phổi di căn và xâm lấn vào trong, cái này gọi là xâm lấn hay là gọi là di căn, xâm lấn và xâm lấn vào trong nhĩ trái. Vâng, vâng, xin phép mời thầy Hoàn ạ, mời thầy Hoàn cho ý kiến. Bây giờ thì không phải bệnh của tôi nữa rồi, bệnh 100% của thầy mất rồi. Vâng, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô. Xin chào các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu. Chúng ta có một bệnh nhân nam giới 81 tuổi vào viện vì một tình trạng đau ngực khó thở, và với các cái diễn biến lâm sàng mà các bạn mô tả cũng như cái hình ảnh mà thầy Lưu phân tích thì về bệnh lý hô hấp ở đây chúng tôi nhận thấy có hai cái bệnh lý. Thứ nhất là một cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với các triệu chứng khó thở trên một bệnh nhân hút thuốc lào nhiều năm và cái hình ảnh giãn phế nang khi phế thủng cả hai phổi như này, thì đấy là một cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và lần này các triệu chứng của đợt cấp. Vấn đề thứ hai chúng ta quan tâm đấy là hiện nay bệnh nhân có một cái khối u rất lớn ở phổi bên trái, nó bít tắc hoàn toàn, gây xẹp toàn bộ thủy dưới phổi trái, và khối u này đã có những cái dấu hiệu của xâm lấn buồng tim và có các dấu hiệu của di căn màng phổi. Ngoài ra thì cũng nhờ thầy Lưu xem giúp cho em là hình như có cái tuyến thượng thận bên trái nó cũng tăng. Cắt phổi mà không đến có cả bụng à? Vâng, nguyên tắc là bao giờ cắt lên trên sâu xuống tầng trên của bụng. Ok,
tuyến thượng thận trái này, tuyến thượng thận trái này kích thước như này vẫn bình thường, không có khối đâu. Vâng, như vậy thì có lẽ là chúng ta xác định là một cái khối u phổi trái có tràn dịch màng phổi trái và xâm lấn buồng tim. Ở bệnh nhân này thì các bạn đã làm một việc đấy là chọc dịch màng phổi trái, và cái dịch màng phổi trái thì chúng ta thấy nó cái dịch máu. Như vậy thì khả năng rất cao đây là một cái ung thư. Và để chẩn đoán xác định thì các bạn sẽ lấy cái dịch màng phổi này, các bạn làm cái tế bào học. Tế bào học chúng ta có thể quan sát được các cái tế bào ung thư trong đó với các cái thay đổi hình thái. Và nếu mà tốt hơn nữa, nếu mà chúng ta có thể gửi đến được những cái cơ sở mà có thể làm được cái cell block ấy, tế bào khối, thì chúng ta cũng có thể xác định tốt hơn cái bản chất của mô bệnh, và cũng như là có thể định hướng được cái tổn thương mô bệnh, có thể là ung thư biểu mô tuyến hay là một cái ung thư biểu mô không tế bào nhỏ. Kết quả cell block có thể trả lời được cái điều đó. Thì đấy về định hướng chẩn đoán. Thế còn vấn đề điều trị ở đây thì tôi nghĩ là có lẽ là trước mắt thì chúng ta tập trung vào vấn đề điều trị cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vì bệnh nhân của chúng ta cũng 81 tuổi rồi, và nếu đúng thực sự là ung thư thì ung thư cũng đã ở giai đoạn muộn. Do đó thì về mặt chiến lược điều trị, trước mắt chúng ta tập trung vào điều trị cái khó thở của bệnh nhân. Chúng ta sẽ tối ưu các thuốc giãn phế quản với corticoid như các bạn dùng. Vấn đề sử dụng kháng sinh thì theo tôi ở đây các triệu chứng mà các bạn mô tả thì có vẻ như không thấy có những dấu hiệu của nhiễm trùng, cho nên là có lẽ chúng ta không cần thiết phải sử dụng kháng sinh. Thế còn nếu mà chúng ta có các bằng chứng rõ ràng là ung thư phổi rồi thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định là ung thư phổi giai đoạn muộn, và xin ý kiến thêm của thầy Huy chuyên ngành ung thư để có những cái điều trị. Về bệnh nhân này có biểu hiện của nhiễm trùng nữa. Dạ. Bạch cầu hôm 25 tháng 9 nó tăng lên 21.000. Em sợ là do corticoid dùng thôi, vì trên lâm sàng thì bệnh nhân cũng không có sốt. Nhưng rồi đã... các yếu tố viêm thì các bạn ấy cũng không làm được. Dạ. Bệnh nhân hiện nay có cái dấu hiệu lâm sàng có cải thiện hơn không? Sau dùng có sau 5 tuần, ngày thì một các triệu chứng sinh nó tốt hơn không ạ? Các bạn thấy có tốt hơn không ạ? Và có thầy là bệnh nhân cũng có đỡ khó thở hơn ạ. Vâng. Thế thì tôi đồng ý với thầy Hoàn, chúng ta tiếp tục điều trị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên là có vấn đề là lợi tiểu thì chúng ta không nên dùng nhiều cho bệnh nhân này. Cái dấu hiệu suy tim này không phải là do cái tình trạng khó thở, không phải do tình trạng suy tim người bệnh nhiều đâu. Tôi thấy chức năng tim bóp rất tốt rồi. Dùng nhiều lợi tiểu ở trên bệnh nhân thiếu máu, suy dinh dưỡng cũng không có lợi. Các em dùng tiêm lợi tiểu tiêm hay uống đấy ạ? Vâng. Vâng, xin phép mời thầy Huy có cái phương hướng để cho bệnh nhân không ạ? Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa tất cả thầy cô, chào các bạn ở đầu cầu Bắc Quang. Thì cái trường hợp này thì thầy Hoàn đã nói với chúng ta về cái việc khẳng định chẩn đoán bằng cái cell block hoặc là xét nghiệm tế bào của dịch màng phổi rồi, và thầy Hoàn cũng nói về cái điều trị cái CVD, đợt cấp của CVD rồi, bằng kháng viêm và giãn phế quản. Thế còn chắc là cân nhắc cái việc kháng sinh. Thế một cái chút nữa cũng xin ý kiến thầy Hiếu xem mình có phải điều trị những cái chế chống đông, vì cái u đã xâm lấn trực tiếp vào tĩnh mạch phổi trái và vào nhĩ trái. Thế thì chắc là nó sẽ hậu quả tiếp theo nó sẽ gây ra những cái huyết khối. Và một vấn đề nữa chắc tí nữa cũng nhờ thầy Hoàng cho ý kiến thêm là cái thiếu máu của bệnh nhân, cái hemoglobin lúc đầu vào chỉ có 70 mấy, xong lên truyền nhưng nó cũng không lên được mấy, bây giờ cũng chỉ có 74 thôi, thì cũng vẫn là thiếu máu. Thì mình phải xem nguyên nhân thiếu máu ở đây là gì, có mất máu ở đâu không, hay đây là một cái thiếu máu mãn tính. Chị bệnh nhân 80 tuổi, thể trạng suy kiệt. Dạ vâng. BMV có, dạ vâng. BMI có 17 đấy. Dạ vâng. Thì báo cáo với thầy Hiếu, nếu mà trên thể trạng của bệnh nhân mà CVD nặng như thế này, đợt cấp rồi lại thiếu máu nặng như thế này, thì cái vấn đề điều trị chắc bọn em chưa dám đặt ra. Vâng. Khi mà tôi cũng đồng ý với cả thầy Huy, cái này chúng ta nên cố gắng nâng cao thể trạng, làm vấn đề chăm sóc giảm nhẹ, giảm hại là nhiều nhất cho bệnh nhân. Ở trên đấy bệnh nhân hiện nay, nếu bệnh nhân có còn đau nhiều không ạ? Ông cụ còn đau nhiều không ạ? Ông cụ còn đau nhiều. Và có thầy là bệnh nhân đỡ khó thở, vẫn còn đau ngực âm ỉ ạ. Vâng, thì tôi cũng thống nhất với cả bên chuyên khoa hô hấp và u biếu, bệnh nhân này chúng ta trên điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, và sau đó chúng ta nếu có được thì chúng ta gửi cái kết quả xét nghiệm chọc hút dịch bằng phổi về để làm chẩn đoán chính xác cho người bệnh. Vì xin hỏi thầy Huy là nếu mà những trường hợp thể trạng bệnh nhân tốt, khối u phổi
nhiều mà có thể giải phẫu thì phù hợp thì vẫn cũng có thể có cơ may để cho bệnh nhân dùng các cái thuốc đích đúng không ạ? Dạ vâng, thuốc đích hoặc là với những cái u mà xâm lấn vào cái phế quản gốc cái này có thể bọn em xạ triệu chứng để cho nó nhỏ khối u lại và đỡ chèn ép. Trên Bắc Quang mình có chống đông đường tiêm dưới da không ạ? Cái Lovenox ấy, hoặc là Genedic của Lovenox mình có không ạ? Có thầy, chúng em có Lovenox ạ. Vâng, bệnh nhân này nếu mà chúng ta thấy không có các bệnh nguy cơ chảy máu khác thì chúng ta có thể dùng điều dự phòng thôi. Còn nếu mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ chảy máu, ví dụ như là bệnh nhân vẫn có thể đi ngoài phân đen hay là có biểu hiện của cái lúc mà mình chọc dẫn lưu màng phổi nó bị chảy máu ấy, thì mình chưa nên dùng vội. Cái nguy cơ chống đông của bệnh nhân cũng chảy máu, bệnh nhân cũng không phải là thấp đâu ạ, ở bệnh nhân già 80 tuổi này. Vâng, thầy Hoàn có ý kiến gì không ạ? Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các thầy. Tức là với bệnh nhân này thì có lẽ mình nên tập trung vào điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Và nếu có một cái bằng chứng xác định chẩn đoán là ung thư thì mình cân nhắc cái việc điều trị chăm sóc giảm nhẹ hoặc là xạ điều trị triệu chứng là chính. Vâng. Xạ giảm nhẹ. Vâng. Em xin hết ạ. Các bạn ở Bắc Quang có hỏi ý kiến gì không ạ? Vâng, nếu không có ý kiến gì thì xin phép tôi chuyển sang đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên ạ. Chúng ta bị muộn giờ, mất khoảng 15 phút rồi ạ.